Xin chào, giới thiệu với các bạn, đây là những chú bọ kẹp kìm đang được nuôi dưỡng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học về môi trường tự nhiên. Nhưng bạn cũng có thể nuôi chúng để làm cảnh hoặc cho đấu nhau để tiêu khiển như đá dế. Loài côn trùng này, nó đánh nhau nhưng không gây nguy hiểm. Dùng sừng để hút đến khi đối thủ bị thua lật ngửa là thắng. Những con bọ này rất thích ăn trái cây và sống rất sạch sẽ ở trên cây. Ngược lại với chúng là những chú bọ hung năm sừng này đây. Ăn ở hơi dơ ngoài thiên nhiên, nhưng nếu được nuôi dưỡng thế này thì chúng cũng rất hợp vệ sinh. Loài bọ hung thường làm cho người ta liên tưởng đến khủng long tê giác hay là những chiến binh thời Trung Cổ mặc những bộ áo giáp đồ sộ nhìn rất oai vệ. Trước đây, Việt Nam được đánh giá là nơi có nhiều chủng loại bọ quý hiếm nhất ở Đông Nam Á, vì đất nước chúng ta có hệ thực vật vô cùng phong phú. Nhưng do tình trạng chặt phá rừng, buôn bán bất hợp pháp và săn bắt động vật hoang dã trái phép đã làm cho bọ giảm mạnh đáng kể. Tuy thì cũng đang nghiên cứu xem loài bọ nào ở Việt Nam đã bị tuyệt chủng hoặc cần bạn bè giúp đỡ bảo vệ. Giống như những chú bọ hung năm sừng này đây là cực kỳ quý hiếm đó nha. Vì theo sách đỏ từ năm 2007, loài bọ hung năm sừng này chỉ còn có 2.000 cá thể, mà giờ là 2016, bạn đếm thử xem Tiêu đang giữ bao nhiêu con.